Chào mọi người nhà, tiếp tục phần trước ở Hà Giang thì sau khi nhận phòng thì tụi mình đi dạo nè. Đây là khung cảnh vừa bước ra ngoài chỗ khách sạn, thời tiết lạnh cực kỳ luôn. Xung quanh cũng có bán mấy loại trái cây đặc sản và các loại thuốc ở vùng cao. Nghe nói hôm nay có chợ đêm, bây giờ cùng đi xem với tụi mình nha. Đi một đoạn thì đến rồi vì gần chỗ tụi mình ở. Phố cổ Đồng Văn của Hà Giang. Từ đầu thế kỷ 20, một vài người Tày, Hoa, Mông đã di cư đến khu phố này sinh sống và an cư lập nghiệp. Sau này, khu phố trở nên nhộn nhịp hơn khi người Nùng, Giao và Kinh cũng dần dần về đây lập nghiệp. Đến với phố cổ Đồng Văn, sẽ dễ dàng bị thu hút bởi lối kiến trúc độc đáo mang vẻ đẹp cổ kính, bởi nơi đây mang màu sắc riêng biệt. Ngoài ra ở đây trưng bày nhiều các trang phục thổ cầm và điểm nhấn là những khu ẩm thực độc đáo, những món ăn ngon và độc đáo. Có một số món ăn ngon mà mang nét đặc trưng của vùng cao như là chè thắng rền, thịt nướng, lẩu, bánh vân vân. Khu vực phố cổ Đồng Văn là một điểm đến không thể bỏ lỡ mà nhiều người yêu thích, lựa chọn mỗi khi đến Hà Giang du lịch. Để đến được địa điểm du lịch phố cổ Đồng Văn từ khu vực thành phố Hà Nội thì bạn có thể lựa chọn đi xe máy dọc theo đường từ Hà Nội đến thành phố Hà Giang hoặc sử dụng xe khách để di chuyển. Ở qua đêm tại thành phố và sau đó tiếp tục di chuyển từ Hà Giang đến Đồng Văn, hoặc là có thể lên Đồng Văn luôn. Tùy theo lịch trình sắp xếp sao mà thấy tiện thì đi. Bây giờ cùng đi ăn chè thắng rền nhé. Món ăn này thoạt nhìn trông giống bánh trôi nước nhưng hương vị lại rất khác biệt, mà chỉ cần được ăn một lần sẽ thấy khó quên. Thắng rền trở thành món ăn vặt đặc sản Hà Giang, đi du lịch thì hầu như ai cũng thử qua. Thắng rền ăn dẻo nước đường ấm ấm trong thời tiết se lạnh như ở đây thì món này là chân lý. Bánh này nhìn cũng lạ. Ăn đồ nướng ở đây cũng đa dạng lắm. Chọn xong rồi có thể nói chị chủ nướng cho nhé. Thì tươi mà, tươi luôn đấy. Thế này đã nhá. Thôi ăn một cái nhỏ thôi. Thôi ăn một cái to, sao không ai ăn thì tao ăn. Xèo xèo. Một ca thôi, ca to đấy. Ca xanh kia. Đùa ơi, chưa có xúc xích đâu là không? Không có xúc xích nữa. Cái kia nữa mới là chín. Phiên chợ vùng cao vào sáng sớm. Thank you.
Tụi mình ăn sáng với món bánh cuốn nóng Hà Giang. Bánh cuốn được tráng xong sẽ xếp vàng dĩa, ăn kèm là chén nước canh xương có chả nữa, hấp dẫn chưa? Ta đã có đồ ăn rồi nè, ai muốn ăn trứng thêm thì gọi nhé. Trời lạnh ăn món này cũng ấm áp lắm, mọi người nên thử nha. Thêm một cái hay nữa nha quý vị nhá. Em mình nhìn thêm cái dãy núi kia thấy chữ nào bạc không? Đấy, thằng trắng đấy. Làng Bảng Vi. Đâu em đọc. Ai là người dân có hộ khẩu họ nhé, có hộ khẩu tại huyện Mèo Vạc, họ sẽ cấp cho một mảnh đất ở trong cái bản Bảng Vi này miễn phí, không mất tiền, với điều kiện xây dựng căn nhà phải theo thiết kế của ban quản lý tại đây. Họ sẽ cho quản lý căn nhà đó vào đưa vào khai thác du lịch. Ăn xong tiếp tục di chuyển ra sông Nho Quế nè. Tại sông Nho Quế có cho thuê đồ chụp ảnh nữa nha. Các bạn có thể lựa rồi người ta sẽ hướng dẫn luôn. Nói chung cũng nhiệt tình lắm. Cảnh đẹp cực kỳ. Còn đây là sông Nho Quế khi nhìn từ trên cao. Ăn trưa xong đi dạo tiếp các điểm tiếp nhé. Chào mọi người.